Đối với tương đối nhiều chị em nội trợ trong thời kỳ giật giá leo thang này thì việc đau đầu nhất từng ngày thỉnh thoảng không phải là quá trình hay học hành, mà chỉ đơn giản là từ bây giờ ăn gì, đi chợ ra sao. Việc đi chợ thế nào cho hợp lý, mua được đồ tươi ngon, hợp túi tiền lại đúng sở trường của những thành viên trong mái ấm gia đình là điều không thể đơn giản. Bởi thế mà, trên những hội nhóm dành riêng cho các thiếu nữ xa re kinh nghiệm đi chợ, nấu ăn theo tiêu chuẩn ngon bổ rẻ, rồi coi mâm cơm siêu tiết kiệm ngân sách và chi phí trong phòng mình, ai đầu tư chi tiêu càng ít mà bữa cơm vẫn đầy đặn, đủ chất, thu hút thì càng được khen là khéo léo. Cùng hưởng ứng xu thế coi mâm cơm của mái ấm gia đình, vừa qua cô vợ trẻ cũng bạo dạn coi mâm cơm do phiên bản thân tự tay sẵn sàng cho hai vợ ông chồng. Mâm cơm này đã khiến cho cánh chị em nội trợ tranh cãi sôi nổi. Nhìn qua thì mâm cơm trên có vẻ rất ngon lành nhưng quả thật chỉ hợp với môi nhậu. Bởi lẽ trong mâm cơm chỉ độc nguyên một món, đó là cổ gà, đĩa thì luộc, đĩa thì hấp cùng một đĩa rau sống. Lẽ thường, nếu là mồi nhậu đãi ông chồng thì sẽ chẳng nói làm gì, nhưng là mâm cơm mái ấm gia đình thông thường nên ngay sau thời điểm đăng tải, bài đăng của cô vợ trẻ này đã khiến cho chị em nổ ra nhiều tranh cãi. Người thì cho rằng, với giá 50.000, mâm cơm nấu như trên là đắt đỏ và có phần không hợp lý. Người thì trổ tài nội trợ đảm của phiên bản thân, nhắc cô vợ đi chợ nấu cơm thế nào cho có được một mâm cơm ngon lành, đủ chất mà túi tiền lại không thể đắt. Thành viên L về bình luận, toàn đầu gà, món này nhà mình không người nào ăn. Với 50.000 mà mua toàn đầu gà thế này tính ra là quá đắt. Bản tờ Hờ nhận xét, 50.000 vẫn nấu được thịt kho, canh rau và một món xào ngon lành mà nhỉ. Nấu như này ông chồng ai ăn nổi. Nhiều khi mình đi chợ, chưa tới 50.000 vẫn cơm canh ngon lành. Mình kiếm tiền đâu dễ, phụ nữ tiết kiệm ngân sách và chi phí xuất sắc mà. Nếu là mình sẽ mua 30.000 thịt ba chỉ ba lạng, hai cái đậu phụ 4.000, mới rau 5.000, hành 1.000 dùng rang thịt mà vẫn dư 10.000 nha kìa. Khiếp, nhìn mâm cơm toàn đầu gà thế này nói thật mình không nuốt nổi. Mình nghĩ mâm cơm này câu lượt thích quá. 51 bữa của hai vợ ông chồng mình thấy là quá ủng, dẫn thịt rau đàng hoàng, có khi còn tồn tại 2-3 món mà từng ngày những món không giống nhau ấy. Cô vợ này kém, tài khoản tờ Nờ nhận xét. Tuy nhiên, có chủ ý lại cho rằng, vật giá leo thang, mỗi nơi mỗi khác thì sao những bác, thành phố với nông thôn túi tiền cũng không giống nhau mà. Nhưng chủ ý này lập tức bị một mẹ bỉm ở thành phố Hà Nội phản bác lại, nhà mình ở thành phố đây Mỹ Đình thành phố Hà Nội, hai vợ ông chồng mình ăn một A 50.000 còn ngon hơn nhà bạn này nấu cho ông chồng gồm 30.000 thịt ba chỉ rang, mới ra muốn 5.000 về luộc, cà muối 5.000, thế là vừa đủ. Còn dư 10.000 thì bù thêm 10.000 của bữa sau nữa mua cân lê hay cân táo ăn hai bữa. Thực tế, việc ăn uống cũng phụ thuộc vào yếu tố hoàn cảnh và thu nhập của mỗi mái ấm gia đình. Ăn ngon, ăn nhiều người nào cũng thích nhưng cần vừa đủ và cũng không nên lãng phí hay quá tiết kiệm ngân sách và chi phí. Thôi thì, thế nào thì cũng được, chỉ việc đủ chất cho tất cả nhà ngon miệng, người nào cũng vui vẻ là trọn vẹn vai trò làm mẹ làm vợ rồi, những mẹ nhỉ. Sau mâm cơm nhà khác cũng là để xem thêm thôi.